Chào bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ về việc mua hàng chính hãng, mua các phụ tùng rồi các bạn. Khi bạn mua cái phụ tùng của hãng á, thì những cái chi tiết nào mà có thể tháo rời được á, rồi nó sẽ bỏ vô một cái bọc cho chúng ta lắp ráp lại, như cái cao su để chân nè. À, mình sẽ mua về, mình sẽ gắn vào cái, mình sẽ thay cái, mình sẽ gỡ cái cao su cũ ra nè. Nó lâu ngày, cái xe này là đời 2007 nè, quay ớt 2007, nó khô lại nè, không khô làm khúc luôn. Rồi nó sẽ tạo cái khe hở, khe hở với cái này nè. Khe hở rồi nó sẽ da đập. Này nó cũ quá, nó xét quá à. Mình lấy cái cây này nè, mình đập cho nó ra tan á. Rồi sau đó mình sẽ nó đút vô đây. Mình sẽ đút vô. Sẽ đút vô. Còn khúc nữa nè. Đó. Cái nó khít. Rồi sau đó là cái miếng này. Khi mua đồ hãng là những chi tiết này có thể ta tái sử dụng được lại, là các bạn có thể sử dụng lại hết. Hư nào thay đó. Rồi mình sẽ cài cái chốt này vô. Rồi mình đã gắn xong rồi nè. Cái lông đền, một cái khóa gài, chốt gài nè. Đó. Nó cứng rồi đó. Để anh quay qua đây cho mình coi nè. Nó cũ nè. Mình nói tiếng co rút rồi nè. Cũng như người vậy đó. Già cái nó co rút lại. Nó lỏng rồi. Khi bạn khởi động động cơ lên gồ máy, nẹt nẹt ra cái nó cũng rung. Mình sẽ cái thùng này nó sẽ hư rồi, nó bị già lâu quá, nó hư khô rồi. Mình sẽ thay thùng này ra, mình gắn lại chân như bên kia. Đi xe kiển thì mình thay nguyên bộ thôi, còn cái này xe này lâu lâu chạy rồi đi ruộng rồi kia, nên mình chỉ thay cái cao su thun thôi. Rồi sạch sẽ này rồi các bạn.
nổ nè, xe cũng nổ hết trơn. Giờ mình sẽ gắn cái cao su để chân sau vô thôi. Sẽ khui ra. Cắt chơi thôi chứ xé cũng được rồi. Khích vô. Các bạn thấy sự co giãn của nó nè. Mình sẽ để này vô cốp này không. Mình sẽ đút vô lỗ này. Mình ấn nó vô cho cao su nó nén lại. Mình chọn cái chốt nó qua. Nó cũ, nó khô, nó cũ, nó co lại. Mình lấy ra nó dễ. Mà cao su mới còn cái độ ăn hầu đi. Đẩy vô nó được không? Nè, ngày sau mình khi mình sau khi mình đã gài xong nè, đó nó cứng rồi không đó. Cái này mình vẫn tái sử dụng lại được này không đó. Im khích lại đó. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Rất mong được các bạn subscribe và like để ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình. Chào và tạm biệt các bạn.